Ê, hello cả nhà nha. Bữa nay mình mới à. Mới rồi cái giỏng gì bây giờ mấy cho con mình ráp đi. Anh biết cái giỏng không? Cái hay hamok á. Quay quay. Chưa, đây ba coi, ba coi. Ha. 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 Chạy đàn. Ê. Rớt. Quay nha. Mình phải gắn này nè, cho đành. Cái này đúng không? Này cái quan hô à. Ê anh ơi. Được rồi. Ai không phải cái đó ông con ơi. Đây là na, cái đó không phải con. Làm gì? Chưa. Ba chưa ác. Ủa chưa. Đây đưa bài bắt đầu. Ơi. Cho anh hai cái đây anh. Lúc trước mình cũng có cái giỏng nhưng mà nó bị gãy kia, giờ phải mua thêm cái khác. Đây. Ai vậy? Đó, xong rồi đó cho anh. Quay. Bỏ đầu hôn cái nữa cho anh. Cho anh hô lên ba cho nha. Sao lại khen? Chơi này chơi lớn giờ hết ba được mà đúng không? Xong cái giỏng này cũng đơn giản rồi chứ nha. Bốn cây đâu hả?
Đây đó hả? Đây đó đây. Đưa cho ba, đưa ba đây, đưa ba. Này. Đây. Đi ba. Mắt hai. Chơi làm cái này có cái này cho anh ngủ được rồi nè. Hôm nay cái gì mình đã hư rồi đó, giờ nhớ à. Sao nó nặng quá hả? So we need something stronger. Something stronger, để vào lấy cái này, cái này, cái này. Oh my gosh. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Thương ba hả? Đi xuống nè, cứ nè. Đây không biết à. Xuống. Chờ, chờ anh try nha anh. Dạ anh. Quay bật cầu thử coi. Hơi dài hả anh? Để bà. Cái này dài. So, cái đó nhỏ hơn cái này dài. What do you use cái này nó cái đó ổn rồi. Nó cái đó bị hư rồi. Nhưng mà nhưng mà cái này nằm nó im hơn, nó comfortable hơn. Ta dành open đi, open thôi đây. Okay. Just open it. Bỏ gì ở trong vậy không con hả? See, what can you look? What can you look? See, so just not out of it, out of it, daddy. And yes. Taking it out. Lấy hết luôn. Nhưng mà Phan Quang nghĩ cái giải này là nằm nó không có thoải mái này anh. Phan nghĩ nó bị ngứa. Bị ngứa hả? Let's go and see. How? Ủa cái này ba phải giặt nữa cho anh ơi. Ba phải giặt nữa. Giặt nữa hả? Ờ. Đây đây đây. Tie it. Look, daddy, there's a hook. Đây nè. Nhưng mà cái này ba phải giặt nữa. Ok. Why? Tại vì cái này đó người ta làm yêu rồi, mình phải giặt mình mới xài được. Nha. Ba phải đem giặt nữa. Cái này nó bị yêu rồi. Ok. Rồi ok. Ba lấy cái này, ba gắn cái này vô nè anh. Ta lấy cái dây này, ba gắn cái này vô, ok. Cái đó. Vậy hả? Yeah. Phải không? Yeah. Ba không có không thì không. Cái gì đó? Pop, 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 pop.
con trai. Cho anh quay nha, đây anh quay nha, ba đang làm cái này cái. Cho anh đợi ba ra, anh đợi ba nha. Cho anh đợi ra nghe, rồi cái này mình làm xong rồi cho anh ngủ đây nè, cho anh nhớ không? Cái này hơi cao thôi nha, hơi cao quá hả? Cao nữa, đây anh á, đứng lên. Đứng lên, ba mượn làm. Rồi anh. Đi xuống, ba chưa làm xong mà. Ba chưa làm xong mà con trai. Nào ba làm xong ba cho đây rành nằm nha, ok. Trời ơi. Rồi anh, ba chưa làm xong mà. Quay. Thích hả? Chơi đã, Ryan, trời ơi, phá, em phá nè, hôn. Ryan, đi xuống. Ryan. Ba đang làm mà, đi xuống. Ủa, hôn rồi đó. Nó quậy quá cả nhà, nó quậy nè, tưng nè. Cho anh làm thử ok con. Cho anh làm thử đây, ok không? Nằm đầu kia kìa, quay ngược lại, thanh lại. Ủa? Đây, nằm xuống, chờ nằm xuống này, xuống đây. Nó làm gì nè? Nhà làm nghi nè, nó vậy đó. Ok không? Good không? Rồi xong. Thích không? Bị thích hả? Thích. Vậy là phải cha đành phải ở ba phải nâng lên tí nữa. Good không? Ok không? Hả? Ê, đứng giống. Cái này nó không có strong đâu. Chỉ cho nó. Oh my god, it almost touched the ground, get at it. Yeah. Not strong. Only one. Okay, xuống. Cái này ba để này vô đi anh. Ba để này vô nè. Cái này ba làm giặt cái này. Ủa dành con cho anh cái này 4 cục đúng mà chứ anh? 4 cái lưng mà anh đâu có one more rồi.
Hả? Trên, trên kiếm mai. Mày sao nó còn có khúc hả? Ủa chứ sao sao nằm đây có khúc vậy? Hả? Giờ lặn lại đây này đó hả? Hả? Sao nó còn ngắn lại cái đó sót cái đó. Ngắn luôn rồi đó. Ừ. Cái đó hả? Rồi chưa? Dạ hết ba mua đây là mua đây, mua đây. Đây cái đó. Đứng lên, đứng lên, lên bà mua đây. Quay quay. Để xuống, để xuống, để xuống, để xuống, để xuống. Để xuống. Không sao đâu, it's okay. Yes, I come on. Hi, chào mấy bà cả nhà đây xong rồi nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ông này đang enjoy này. Bye bye. Bye bye, bye bye chào mấy đây. Bye bye. Này bye đi. Phải lắm yêu này thiếu cái giọng. Giọng kia bị gãi, ông cũng bị gãi mới ráp đi. Mua cái giọng này hết, cầm đồng bạc. Bye bye, ready. Ông kia thấy giỏng mấy cái mười rồi, bye bye nha, bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà trong những video sắp sau nha.